Blackpink và Taylor Swift sẽ hợp tác trong album trở lại tháng 11. Rộ tin Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đón một cặp song sinh đầu lòng. Tất cả sẽ có trong Nhi Đồng Thối News tuần 3 tháng 8 năm 2024. Chào các sếp, Nhi Đồng Thối Tai đã quay trở lại. Trong bản tin của Nhi Đồng Thối News ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến các sếp tổng hợp tất cả những tin tức về âm nhạc hot nhất, mới nhất và những diễn biến thú vị trong một tuần vừa qua từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bắt đầu từ thị trường âm nhạc Việt Nam. Đầu tiên phải nói đến Đừng Nói Là của Ali Hoàng Dương kết hợp với producer Nimbia và đạo diễn Kiên Ứng được ra mắt vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Kể từ khi xuất hiện tại Anh Trai Say Hi và gây ấn tượng nhờ giọng hát đỉnh cao cùng sự duyên dáng, cái tên Ali Hoàng Dương mới thu hút được sự chú ý của khán giả. Nhưng mà trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật thì Ali cũng đã phát hành rất nhiều ca khúc nhưng mà đều không nhận được sự đón nhận và truyền thông rộng rãi. Để mà nhận xét về sản phẩm mới của Michelle thì chúng tôi thấy rằng về mặt visual, đạo diễn Kiên Ứng đã thực sự lột xác Ali Hoàng Dương với một tạo hình độc lạ và loạt cảnh nóng trần trụi. Còn về phần âm nhạc có vẻ như là chưa được nghiên cứu kỹ tại vì tổng thể cả bài hát quá dàn trải, không có điểm cao trào, thậm chí là khá cũ so với các sản phẩm thịnh hành. Tất cả những gì đọng lại sau khi xem là Đừng Nói Là dừng lại ở những cảnh quan hệ bỏng mắt. Không rõ đây là một chiến lược truyền thông của team để push Ali lên tạo tranh cãi hay sao, nhưng mà đây có vẻ như là một chiến lược có thể kém bền vững trong tương lai. Vẫn là chuyên mục điểm lại những sản phẩm thú vị trong tuần vừa qua, chúng ta có người đàn ông từ trong xương Minh Lai với nhạc phẩm mang tên Broski. Đối với chúng tôi thì đây là một sản phẩm rất hay, đúng với tinh thần của Mai Linh, đậm chất old school. Trên một con beat hip hop pha lẫn trap thì Minh Lai đã cúc nó gần như perfect. Giá mà có thêm những đoạn chuyển hook hoặc là biến ảo flow hơn nữa thì sản phẩm sẽ gọi là xuất sắc. Đội ngũ sản xuất của Broski cũng toàn những nhân vật anh tài bao gồm Aki, Laria, Paradise, Vi Thăng. Hiện tại thì Broski đã có mặt trên tất cả những nền tảng, xin mời các sếp trải nghiệm. Vẫn là câu chuyện của các rapper và văn hóa dissing thì tuần vừa qua, cụ thể là tối ngày thứ 6 23 tháng 8 thì Dế Chót đã chính thức tung cú đấm đáp trả mang tên Rửa Tội với nội dung chủ yếu là khẳng định bản thân, chứ chúng tôi cũng không rõ là anh ấy định đáp trả ai tại vì bị nhiều người diss quá hay sao ấy. Kể từ sau khi đăng quang tại Rap Việt mùa 1, Dế Chót gần như là biến mất khỏi bản đồ Việt rap và chỉ gây chú ý quãng thời gian gần đây, nhưng mà không phải bằng các sản phẩm âm nhạc chất lượng mà chủ yếu thông qua các hoạt động kích va gạ diss. Đến lúc bị diss tổng lực thì vẫn bình chân như vậy, không thèm rap mà chỉ thấy dọa mồm thôi. Bù lại một xíu thì Rửa Tội là một sản phẩm đạt mức ổn, phần beat thì không quá căng nhưng mà làm nổi bật được khả năng storytelling của Dế Chót. Ngay sau đó không lâu thì ông Hoàng Ba Tổ Phúc Du đã tham chiến với Rửa Tai, cũng nhắm đích danh đến Dế Chót, song kiếm hợp bích với Dế Mái của Zombie ra mắt một tuần trước đó. Cả hai bài nhạc chủ yếu có nội dung tố Dế Chót bỏ anh em, chối bỏ nguồn gốc và có những cư xử không đạo đức. Nói chung là cuộc chiến này chắc còn dài, mà không biết là có nhân vật máu mắt nào tham chiến nữa không. Chắc là các anh này đang chạy đà để chuẩn bị cho Rap Việt lên sóng vào tháng 9. Và đấy cũng là tin tức hot nhất tuần qua khi ban tổ chức Rap Việt mùa 4 công bố nhân vật sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng là rapper đến từ Thái Lan F Hero. Bên cạnh những làn sóng ủng hộ thì cũng không ít thông tin phản đối về việc là tại sao chương trình cho người Việt mà lại mời hết từ người gốc Việt, giờ thì mời luôn cả người Thái ngồi chấm nữa. Tuy nhiên thì nếu mà các sếp chưa biết về F Hero thì anh này cực kỳ nổi tiếng tại Thái Lan, không chỉ ở vai trò rapper mà còn là nhà sản xuất âm nhạc và có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền âm nhạc hip hop tại Thái Lan. F Hero từng đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên tại The Rapper, bản gốc của chương trình Rap Việt tại Thái Lan trong nhiều năm và được đánh giá cao nhờ khả năng huấn luyện lẫn kinh nghiệm thực chiến. Cũng chưa rõ là đến với Rap Việt mùa 4 thì anh sẽ đảm nhận vị trí huấn luyện viên hay là ban giám khảo, nhưng mà sự đổi mới này của ban tổ chức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều câu chuyện thú vị. Bên cạnh F Hero thì cái tên quen thuộc là Suboy, Karik, Justin T, D-Ray, Big Daddy và Thái Việt G sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình cùng một cái tên bí ẩn chưa được tiết lộ. Tuần qua, ngoài các single được phát hành thì Phương Mỹ Chi cũng trở lại với Deluxe Version của album Vũ Trụ Có Bay. Giải thích qua cho các sếp về Deluxe Version thì đây là cụm từ được các nghệ sĩ sử dụng khi mà họ đưa một số bài hát bổ sung vào album của họ. Những bài hát là không có trong phiên bản tiêu chuẩn, chúng có thể có hoặc là không có chủ đề tương tự như album. Và với 4 bài hát lần lượt là Lượm, Buôn Trăng, Rock Hạt Gạo, Con Cò và Mặt Trời, tại bản mở rộng này thì Phương Mỹ Chi vẫn giữ được nguồn cảm hứng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, văn hóa dân gian với văn học nước nhà, đúng với tinh thần mà Vũ Trụ Cò Bay đã thành công trước đó. Chúng tôi đặc biệt recommend các sếp hãy trải nghiệm hết các sản phẩm mới này của Chi để hiểu và yêu thêm về thể loại Foxtronica và âm nhạc truyền thống nước nhà. Và đặc biệt là phải nhớ học bài và giữ gìn sức khỏe để quẩy cùng Phương Mỹ Chi với chuỗi show School Tour quảng bá miễn phí tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Ở hạng mục các chương trình truyền hình thì vẫn là recap các tập phát sóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi. Tập vừa qua là một tập đẫm nước mắt nhưng mà cũng đầy hy vọng khi mà Anh Trai Say Hi đã tiến vào vòng chung kết, debut đội hình chính thức và nói lời chia tay với
Win Lê, Hùng Huỳnh, Quang Trung và Ali Hoàng Dương. Từ 30 anh trai thì đội hình chung kết chỉ còn lại 16 anh với 4 đội trưởng được ủng hộ là Hiếu thứ hai, Quang Hùng Master D, Anh Tú Atus và Đức Phúc. Đặc biệt đêm chung kết còn có sự góp mặt của DJ, producer thế giới Alan Walker, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao. Trong khi đó tại anh trai vượt ngàn chông gai, chúng ta đã phải nói lời chia tay đáng tiếc với anh tài Hà Lê và anh tài Hồng Sơn. Và diễn biến của chương trình ngày càng gay cấn khi mà thử thách các anh tài không chỉ về khả năng chuyên môn mà còn cả về sức khỏe, cách ứng xử và tinh thần đồng đội. Dù sao thì cũng thay mặt cho đội ngũ nhi đồng Thổi Tai xin gửi một lời chúc đến các anh tài chưa may mắn sẽ luôn thành công và vững tin trong sự nghiệp của mình. K-pop tuần vừa qua cũng có những thông tin thú vị dành cho các netizen, chủ yếu đến từ các nhóm nhạc Gen 5. Tin tức được cả cộng đồng K-pop và khán giả yêu nhạc trên thế giới quan tâm là màn ra mắt của nhóm nhạc Meow VV, được mệnh danh là nhóm nhạc kế tục hoàn hảo của Blackpink. Nhóm được debut dưới trướng The Black Label của producer Teddy Park, phù thủy âm nhạc các bản hit tỷ view của Blackpink. Hôm 21 tháng 8, thì công ty đã giới thiệu thành viên đầu tiên là nữ thần tượng 16 tuổi Ella Gross, sinh năm 2008. Ella là con lai ba dòng máu Hàn, Đức, Mỹ và đã phát triển sự nghiệp mẫu nhí từ năm 7 tuổi, làm người mẫu cho hàng loạt thương hiệu đình đám như là Zara, Levi's, Lacoste, H&M, Tommy Hilfiger, Adidas. Cô đã ký hợp đồng với The Black Label khi còn là công ty con của YG từ năm 10 tuổi. Trong khi đó, hai thành viên thứ hai vừa được công bố ngày 23 tháng 8 là Ga Won, sinh năm 2005, là người Mỹ gốc Hàn, cũng từng là thực tập sinh của YG và là một người mẫu nhí quen thuộc của các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới. Từ ngoại hình phong thái của các cô gái thông qua các đoạn teaser, có thể thấy được là vì sao họ lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Bởi vì quá lâu rồi, K-pop vẫn chưa sản sinh được các hiện tượng toàn cầu như những Blackpink, Big Bang, BTS, NSD hay là 2NE1. Meow VV sẽ chính thức debut vào cuối năm 2024. Vậy thì hãy chờ xem là liệu đây sẽ trở thành hiện tượng hay là bom xịt của K-pop. Một tin tức K-pop khác của tuần qua là sự trở lại của gà cưng nhà JYP, nhóm NMIXX cùng ca khúc See That. Chắc là JYP giờ cũng đủ gạch xây nhà rồi, tại vì sản phẩm bom xịt này đã nhận về làn sóng chê bai từ netizen khi mà thông điệp đưa ra của NMIXX không rõ ràng, nghe xong không hiểu đây là hip hop hay là pop, pha trộn nhưng bị làm một cách quá cầu thả, nhất là melody của ca khúc thì thiếu điểm nhấn, áp dụng công thức quá cũ nhưng mà không chịu đổi mới để thích ứng với bối cảnh hiện tại. Thú thật thì đây gần như là một sản phẩm đại diện cho âm nhạc của các K-pop group của JYP dạo gần đây, comeback thường xuyên, comeback hàng loạt, đầu tư rất khủng nhưng mà không phải làm ra một sản phẩm nghệ thuật thu hút khán giả mới, mà công ty chủ yếu hút máu fandom thông qua việc bán album và đẩy thần tượng lên một cách vô tội vạ, thì đây là một cái chiến lược thiếu bền vững và cũng sẽ làm ảnh hưởng đến định hướng của các nhóm nhạc trong tương lai. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng dạo qua thị trường US UK để xem là có gì nổi bật. Tin hot đầu tiên chắc chắn phải kể đến Blackpink, rất có thể sẽ collab trong album Reputation Taylor Version sắp ra mắt vào tháng 11 tới. Thông tin này được các tài khoản X chuyên tung hin hé lộ đồng loạt trong các bài đăng tuần qua. Trong 6 album cũ của Taylor Swift thì Reputation là album được fan trông chờ tái thu âm nhất. Album được gọi là màn báo thù thế kỷ, là lời đáp trả sâu cay nhất mà Taylor Swift dành cho kẻ thù và truyền thông hậu scandal chấn động với Kanye West, Kim Kardashian. Do đó, Reputation đánh dấu kỷ nguyên đáng nhớ nhất, biến danh xưng của rắn chúa trở nên gắn liền với Taylor. Bên cạnh Taylor Swift thì Sabrina Carpenter cũng vừa tung ra album mới có tên là Short and Sweet. Theo Sabrina thì tên album được đặt theo những trải nghiệm của cô với các mối tình cũ, dù ngắn hạn nhưng mà lại đầy kỷ niệm và khó quên nhất. Sau khi nghe album thì nhiều fan đã đặt giả thuyết rằng album này thực chất kể về việc Sabrina đã từng hẹn hò với Shawn Mendes và những mâu thuẫn của cô với Camila Cabello, và chỉ mới ngày hôm qua thôi thì MV Test đã được trình làng khán giả. Táo bạo hơn là màn khóa môi của Sabrina Carpenter với nữ chính Jenna Ortega trong MV Test. Nhân vật này được viết hàm ý ám chỉ đến Camila Cabello. Tớ tôi không hiểu tại sao phải mất công như thế, làm cả album, làm cả MV chỉ để thừa nhận mối tình tay ba thì chắc đấy là văn hóa Mỹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại số Nhi Đồng Thổi News ngày hôm nay. Cảm ơn các sếp đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe. Và nếu các sếp muốn cập nhật những tin tức mới nhất về âm nhạc thì hãy theo dõi fanpage Nhi Đồng Thổi Tai và vào group của Nhi Đồng Thổi Tai để bàn luận về âm nhạc, share nhạc hoặc chỉ đơn giản là tìm người nghe nhạc cùng ngu với mình. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.